Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ chiến sĩ, trại giam số 3 đã từng bước khắc phục khó khăn, tổ chức các hoạt động giáo dục phạm nhân thích ứng, linh hoạt. Sự phối hợp giữa trại giam, gia đình và các tổ chức chính trị xã hội được thực hiện có hiệu quả, tạo nên môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh để phạm nhân an tâm cải tạo, xóa bỏ mặc cảm, tự tin khi trở về hòa nhập cộng đồng xã hội.